Viết cùng mình nhé. Và bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu gồm có cà rốt, củ hành vàng, củ hành tím, bạch tỏi, nấm mèo, bún tàu, một bịch bún tàu và phai môn nửa củ. Còn cái phần thịt xay á, thì mình làm một phao thịt xay bằng 450g và 300g tôm đã lột sẵn, mình đập dập cắt làm 2 làm 3. Rồi còn mình cuốn với bánh tráng. Mình làm bánh tráng này mình thấy rất là ngon và giòn. Hầu hết ở Cali mình thấy ai cũng thích ăn loại bánh tráng này. Trong nhà hàng mình cũng thấy người ta cũng làm bánh này để người ta làm bán. Bây giờ mình đi ướp tôm và thịt để cho nó thấm nha các bạn. Mình cho 1/4 muỗng canh muối. Muối này hơi mặn nên 1/4 thôi. Và 1 muỗng canh lưng bột ngọt và 1 muỗng canh dung đường và 1 muỗng dung dầu hào, và mình thêm nó nữa là tiêu thì mình làm tùy thích, lần nào thích nhiều thì bỏ nhiều, ít thì bỏ ít, rồi mình trộn lên cho nó đều và gia vị nó thấm vào. Mình trộn đều lên và cho gia vị và tôm thịt nó thấm với nhau, xong rồi mình để sang một bên. Mình đi bào cà rốt và nguyên liệu để chuẩn bị cuốn chả giò. Đây, mình đã bào xong cái phần chả giò. Mình bào xong cái phần cà rốt. Cà rốt này mình bào xong, mình ngâm với nước muối, mình rửa sạch lại 2-3 nước, xong rồi mình để cái đũa ráo nước. Cái cà rốt này á, là 500g cà rốt mình bào sẵn, rửa sạch để khô, và một bịch bún tàu mình ngâm vừa mềm rồi mình bỏ vào, đừng để mềm nhũn để nó còn hút nước của chả giò để mình chiên nó không bị bể. Còn phai môn cũng vậy, mình bào ra mà mình không có rửa, mình đi để gì xong rồi phai môn mình đào xong á là 300g phai môn. Và nấm mèo thì khoảng 3 tay và hành tím và hành vàng á, mình xay nó lên, mình thấy nước á, thì mình nhớ mình vắt nước, mình bỏ nước đó nha các bạn, đừng có để cái nguyên liệu mà mình khô mình gói nó cái chả giò mình không có bị bể. Và thêm nữa là cái tỏi phần hồi nãy mình giới thiệu á, cái tỏi này á, mình đừng có để sống, mình phi nó lên dừa thôi, đừng để vàng. Và hành tím thì rồi mình trộn vào, mình đổ hết vào thì nó rất là thơm, nó không có nghe mùi tỏi sống. Mình làm gì cái mùi chả giò mình rất là thơm. Và bây giờ mình cho thêm là nửa muỗng đường, muỗng canh á, mình cho thêm nửa muỗng canh đường, và một muỗng canh dầu hào, muỗng dung cũng được. Và muỗng cà phê á, mình cho 1/4 muỗng cà phê muối. Muối này mình nó mặn lắm nên mình cho 1/4 thôi. Và mình bắt đầu trộn gia vị vào, mình trộn lên hết cho nó mít vào, nó thịt và rau nó ấy lẫn với nhau, nó thấm lên, mình cuốn nó mới ngon. Mình cứ trộn, mình nhồi, mình trộn đều vào. Đó, mình trộn đều như vậy nè, nó đều lên hết rồi mình đậy kín lại, mình bỏ trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng, 2 tiếng hoặc qua đêm cũng được, rồi mình lấy ra mình gói. Bây giờ mình bỏ vô tủ lạnh. Mình tủ lạnh khoảng 2 tiếng, 1 tiếng đến 2 tiếng. Sau khi mà mình bỏ cái nguyên liệu vào tủ lạnh 2 tiếng á, thì bây giờ mình lấy ra, mình chuẩn bị bánh tráng. Mình xé bánh tráng ra từng miếng sẵn để mình cuốn chả giò.
mình xé ra như vậy nè, mình xé từng miếng ra hết. Và bây giờ mình cuốn nha. Khi mà mình cuốn thì mình cuốn vừa đủ thôi, đừng cuốn nhân nhiều quá thì cái bánh nó không có giòn nhiều. Mình cuốn vừa đủ thôi. Và cuốn cũng đừng chặt quá, vừa lỏng rồi mình chặt quá làm cái bánh mình chiên á, khi cái nhân ở trong á mình chiên nó nở ra thì cái bánh mình sẽ bị bể bụng. Cho nên mình cuốn không lỏng quá mà vừa thôi. Mình cái cuốn như vậy cuốn mình cuốn hoài mà cái nhân của mình á và bánh á, mình làm như vậy á là mình được 70 cái đó. Bây giờ mình để như vậy nè, rồi xong rồi mình cuốn bao nhiêu đầy cái khay cái gì mình để sắp nó vừa mình bỏ vô trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng, 1 tiếng đến 2 tiếng rồi mình hả chiên cho cái bánh nó gáo, rồi mình hả chiên thì bánh nó còn giòn hơn nữa. Rồi sau khi mà mình để 1-2 tiếng chảy giòn của mình, rồi bây giờ mình chiên. Mình bắt cái chảo nóng lên, cho mình để cái lửa vô mà cái chảo dầu mình nó sôi lên giống như chả giò vậy nè. Thì mình hả bỏ chả giò vô. Và lửa thì mình chiên lửa vừa, đừng cao quá mà đừng thấp quá, để cho nó đủ cái độ nóng đều thì chả giò mình nó mới giòn chín từ trong ra ngoài. Mình chiên khoảng 10 đến 15 phút là chả giò mình có thể chín và ăn được. Mình cứ điên đi thôi. Mình cuốn chả giò mà nhiều quá mình ăn một lần không hết á thì mình để 1-2 tiếng ngăn mát rồi. Bây giờ mình lấy ra mình bỏ vào cái khay, mình đậy kín nắp lại và mình bỏ vào ngăn đá. Khi mình nào mình muốn ăn á thì mình đem ra mình chiên liền cũng được, không cần xả, hoặc là xả 10 phút rồi mình chiên không sao hết, vẫn ngon. Bây giờ mình thử chả giò của em nó làm xong. Bây giờ mình thử coi nó như thế nào. Nghe này. Rất là giòn luôn các bạn, rất là giòn, ăn với nước mắm chua ngọt rất là ngon cả nhà. Mình ăn mắm chua ngọt cuốn với rau hoặc là với bún thịt nướng, mình để kèm vô rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào.